ăn ba bốn cái một màu giống như mang cặp ấy. Chứ mai báo để chuyển khoản rồi mai nhắc đi, mới cắt à, cắt vào trưa đó à? Hôm qua có đơn. Rồi, hello cả nhà nha. Hello chị Trần Thị, hello chị Trâm Phúc nhé. Chị em nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Hello Thanh Hồng. Ừ, chia sẻ lên phát đấy nha. Xanh hai à, không mai có 20 con xanh hai, không biết có hay không nhưng mà đặt thêm xanh hai có 20 con chứ mấy, cứ ghi lại đi rồi mai nếu như mà có thì gửi. Hello hello chị nào vô rồi tương tác lại luôn dùng nguyên nha. Bây giờ đâu có cái đi vô được đâu. Tăng âm lượng lên hết chưa à? Để coi. Rồi, hết cỡ rồi. Ngày hai lần à. Tối nay có bộ hãng đẹp nha chị em mình nhé. Mới nhận đồ hồi chiều, ni đồ đẹp. Hát từ lớn đi bé à. Ủa trong Facebook tình ngôn vô được cả. Tình ngô đổi mật khẩu à. Nghe nhỏ quá à. Hello chị Hà Trần này. Bữa giờ không thấy đơn của chị Hà Trắng hề. Hả? À? Tưởng là lặng luôn rồi chứ. To rồi em à. Đúng là
bị ghiền xem mà chồng bắt la. CL còn màu gì hả? Bộ đang mặc bao nhiêu? Từ từ chị ơi, thì lâu mấy bữa nay không thấy gì Hà Trần luôn. Rồi lên nha. Ủa, bộ đang mang còn ít chứ mấy. Như có mỗi màu bộ đẹp quá, đò tối là bộ hãng luôn ấy. Bộ này là bộ hàng hãng nha. Trần lên luôn. Buồn quá hả? Lên bộ lớn. Có cái gì bán tặng không? Hồi trưa mới đặt à? Chia sẻ mạnh tay lên ông Kiều Nguyên nhé, có cái gì bán tặng không? Có cái gì nhiều nhiều bán tặng phải không? À, rồi lấy. Thế? Ốc quốc gà bao nhiêu à? Ốc quốc gà 89 nghìn nhé, chị Sang Nguyễn ơi, 89 nghìn. CL còn màu gì à? CL còn được 3 màu này nè em. 3 màu này còn chắc là ngày mai về được có 20 con màu xanh thang, được nào màu xanh thang cũng rất là ít. Mã này các nhà Nguyên lên mua con tiếp. Mua con tiếp xong đi ra rồi phải quay vô lại mua con nữa, sợ hết. Mai nhỏ không trả lời chắc bị ảnh comment rồi, thấy mà. Bộ em đang mặc có ít chứ mấy. Con được vài bộ và bộ này là bộ hãng. Bộ này là bộ hàng hãng nhé. Đẹp lắm. Video nãy giờ không lên. Chia sẻ đi quý vị ơi. Video lên chậm quá. Mấy hôm nay rồi. Chi, ngày hai cử không mua. Phải xem cho đỡ ghiền à. Tới đi lấy sớm mà mình chưa ăn cơm. Lấy trễ hôm qua mà. Hôm qua em lấy 7:30 rồi, bữa nay lấy là 8:15 rồi. Để chị em mình thông thả từ từ lên đấy. Lên sớm lại còn nghỉ sớm. Còn cái chi nhiều nhiều không vô? Cái thú thường quá. Chị em mình thích bán tặng cái gì? Hai lớp chị ơi, bộ em đang mang chờ. Giờ thích tặng cái gì đi chị em mình ơi. Bán tặng cái gì đi. Bán tặng cái gì à? Cuối tuần cho nó, cho nó xôm xôm một xíu. Ừ, cái gì bán tặng cái nấy nha. Yêu cầu đi, lên yêu cầu bán tặng cái gì bán tặng cái đó nha. Cho ý kiến đi nha. Ôi trời ơi, Facebook của Tình Ngô cũng đâu coi được. Bị khóa ngay nè. Facebook không bị khóa rồi đâu coi được đâu. Thêm bộ à. Chia sẻ nhanh tay nhận hàng à. Ba cái Facebook bị khóa hết á. Facebook kia cũng bị khóa, Facebook mới tạo cũng bị khóa. Bộ đang mặc bao nhiêu từ từ nha. Em bán vậy mình còn bán tiền chục thôi. Nên là chia các em mình cứ yên tâm. Còn bộ nào, bộ này bộ hãng. Nãy giờ view cứ 50 view biết là như thế nào trời. Bộ đó đó, bộ đang mang còn kìa. Cho lên luôn đi, có mấy bộ chứ mấy. Còn bữa là bán tiền chục hết. Nên là chị em mình cứ yên tâm. Hôm nay xe bộ đi. Xe bộ cho nó sốc nha. Còn một ri chứ mấy hả. Tự nhiên không biết ra nhiều ít gì ra, thấy màu vàng là phát ngay màu vàng thôi. MLXL đến 60 chứ vẫn mang ok con nè. Nha. Ôi giờ ơi, view sao nó mới không lên. 40 mấy view làm sao mà like trời. Chưa là một xanh thang, một xanh đổ CL ok trên trên. Xanh thang, xanh đổ, xanh thang ngày mai có. Xanh đổ hiện tại còn, cứ ghi cho xanh thang, cho trên trên đi. Xanh thang và xanh đổ. Thấy vô trong mô để coi là có chút gì không. Ai đó? Tặng chị mua nấy. Tặng chị mua nấy à? Bán tặng cái gì mua nấy à? Nhưng mà view trắng, dễ mình ơi. Bây giờ nó không lên nổi, nãy giờ like cũng 15 phút rồi.
đứng nó mở rác mà rác cả cổ rồi mà chưa đến lên view trời nào. Tặng cái gì đây. Em ở trên đường Hoàng Văn Thái chị ạ. Đây đang sẵn còn 3 bộ này lên luôn cho chị em mình đây nè. Đang sẵn còn 3 bộ này lên luôn cho chị em mình đã. 3 size M, L, XL. M cũng đang mang. L và XL em mình đi 60kg cho chị em vẫn mang ok. Bộ này là bộ hàng hải cho chị em mình đó. Xịn sò chị em mình chỉ cần nhìn túi tiếp thôi. Nhìn nè. Xịn sò luôn. Lên luôn cho chị em mình bộ này. Lên bộ này nhá. Có được có 3 bộ, còn có được 3 bộ. Thôi bán tặng mỗi chị một bộ đi nha, lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 79k đi, được 2 bộ, 1L và 1XL, M là XL còn được đúng 1 ri thôi, 79k bộ. Chị nào lấy cái này nhanh tay, bộ này nhớ luôn dùng là bộ hãng, chắc của nó là U10 hàng nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này, ML, XL 3 size, ML, XL 3 size, chị nào chưa có thì lên nhanh tay nha. Cái gì nó cũng nhiều mà không biết bán tặng cái chi gì nữa. Thầy cho ba cái hàng lẻ nó lên bán tặng trước đi. Cho ba hàng lẻ lên bán tặng trước đi. Cái thêm Facebook của Tình Ngô cũng đâu có coi like được à. Lời cho chị Trần Thùy Trang. Chốt xong rồi là đi rồi chị ơi. Hiền coi, chứ Nguyên không coi được. Nó toàn như thế này, không coi được comment của chị em mình luôn. Vừa mấy chủ thì bị ẩn. Đi làm nhá. Đây nè. CM cho chị Xương Thu, còn XL. Em đang mặc CM nè. Đẹp lắm chị em mình ơi. Được, còn được có ri, tự nhiên ra thấy màu vàng cái phát luôn. Không để ý là còn có ri. Về cái này chiều lên xị đã bóc rồi. Bộ này là bộ hãng cho Nguyên nha. Bộ này là bộ hãng. Bán tặng hết. Cái này cái nút bị gì, có bị cái gì đâu. Tặng đi, chốt mã tặng luôn dùng Nguyên. Size S, size rẻ là 50 quay đầu. Nha, lên luôn dùng mã này. Mã này đang chạy 130 này. Bán tặng luôn cho rẻ mình cái này 130 nhá, bán tặng cho rẻ mình size S này. Lưng này, lưng siêu cao. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 59. Chốt mã tặng 59 luôn dùng Nguyên size S. Còn cái size này cho chị cho chị Sương Thu là hết. Rồi lên luôn những mã tặng ring 59k. Chốt mã ring 59. Comment lên ring 59. Ring 59. Chốt cho nhiều vô xong rồi lên. Lên cái bắt đầu lọc lại. Lọc lại. Hết 10 là tương tỏ. Rồi lên luôn những mã này mã tặng 29 luôn. Size này dành cho chị em mình 57-58 độ về. Chốt mã tặng 29. Những cái mã này lên nhanh thôi. Và sẽ chốt cho chị em nào chia sẻ hết L rồi chị ơi. Hết CL. Cái gì? 59 cho ai? Hiện đọc đi chứ bên này Nguyên không thấy rồi. Bên này chịu thua luôn rồi. Chốt lên mã 29 luôn dùng Nguyên. Cảm ơn mã 29. Ai lấy mã 29 lên nhanh luôn dùng Nguyên. 29 thì này nó thật sự. Nguyên mà gặp Nguyên là tính Nguyên nóng. Ví dụ như mà lên mà mua mà mua 5-6 cái lên bắt đầu lựa lại là phải cho một phèo mới được. Kiểu gì cũng cho một phèo mới được. Và tính rất là nóng. Những chị mua như thế này rất là bực mình. Ba con nha, hàng này là hàng xe 39 đúng không? Lên mã 29 không chọn màu đi, ba cái và không chọn màu, màu nào cũng được nhé. Chốt lên mã 29 không chọn màu, 29 và không chọn màu. Tay trẻ mình lấy 62 vẫn màu ok. À, trên live thực tế con coi luôn cho trẻ mình coi màu mà họa tiết đấy, mà trẻ mình còn eo qua eo lại thôi luôn. Chốt lên mã tặng 29. Con này đang chạy 39k, nó thật sự nó rất là rẻ, ngồi còn người ta không bán trẻ mình được tầm 39.000 rồi. Nguyên lên luôn cho em mình luôn 29.000. Ba con 29. Chị nào lấy mã 29 lên 29. Đây nè, chị em mình thấy cái này làm chỉ còn màu này đúng không. Áo dơ này nè, áo tanh tốt, hàng này đang hot. Mà hàng này là hàng Quảng Châu. 29k không chọn màu nhé. Không chọn màu nhé. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Không chọn màu nha. Cái này được 2 con. Màu nào cũng được nha. Chị nào chọn màu thì đừng comment. Riêng những cái mã này chị nào cầm chọn màu thì đừng comment, chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. Con này lên luôn chị em mình là 38.000. Quyền hai con. Ai? Quyền.
Cả hai con gì? Làm gì còn? Được con thôi. Lên mã này là mã tặng 38. Con này quá hot rồi nè. Con này bán chạy cực kỳ nhiều luôn. Chị nào lấy cái này lên mã 38, tặng 38, lên mã tặng 38 nhé. Chị nào lấy tặng 38 lên tặng 38k luôn dùng nguyên nhé. Tặng 38k em hết ra chính nha. Chị nào lấy tặng 38 lên tặng 38k luôn dùng nguyên. Ai ơi mã tặng 38 lên mã tặng 38. Nha, tiếp luôn dùng nguyên trong trong kia có đóng hàng xã không? View nãy giờ cũng không lên nổi. Buồn ý ghê á. 29 em hết rồi. Chị Xuân Thu có bộ rồi. Duyên Duyên, Nhung Lê Thị cho lại số điện thoại điện được không Nguyên ơi? Em không biết luôn. Không biết luôn. Bộ đang mang có mấy bộ, mày còn sót mấy bộ chứ mấy. Còn sót vài bộ cho ra cái đống hàng xả đi. Lên xả bức cho nó. Đây nè. 1, 2. Đây con tặng 2. 3. 1, 2, 3. Đây con 29 nè nè. Hàng này 39 cao không có hàng bán đâu. Bọn đang mang lên rồi. Ờ. Rồi chốt mã nè. 30k. Hai con. Lên mã 30. Xe 57 đổ về. Chốt mã 30 hai con. Xe 57 đổ về. Lên mã 30 giúp Nguyên nhé. Chị nào lấy mã 30 lên mã 30. Hai con, hẳn hai con nha. Xe 57, 58 chị nào cao lên được đến 60. Lên mã 30, chị nào lấy mã 30 lên mã 30 luôn dùng Nguyên nhé. Đây con này. À con này, hai con này bị dơ xíu. Ba con này bị dơ xíu. Đây nè. Đây bị một chấm nè. Được chưa? Chỗ nào? Chỗ nào đâu cái nữa đấy. Đây, cái này chị em mình bị giặt vô tư là 2. Chỗ này bị một chấm nữa. Nha. Lên luôn những mã này là mã dơ đi. Chút mã dơ đây nè, những cái này chi tiết xíu thôi. Chút lên mã này là mã dơ nhá. Đây nè, xíu rồi chị em mình về giặt được. Đâu chỗ này xíu nữa nè. Đây này do bao nó bị tọt cái chị em mình nè. Bao nó bị tọt đâu mới thấy vừa đâu. Cái này bao nó bị tọt thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Đây nè. Đây chị em mình thấy không? Nhìn kỹ mới thấy. Rồi lên mã 29, bị mã lỗi đi, không chọn màu nhá. Nhưng lên rồi chị ạ. Nhưng lên rồi nhá. Rồi chốt lên luôn những mã này. Comment mã này là mã 29. Huyền thấy chứ Nguyên chả thấy gì đâu. Lên mã 29. Vậy nào lấy mã 29 hay mã 29? Điều chung anh Hùng 29. Ủa cái này hết luôn. Hết. Cái gì? Cái nào cũng dơ bị chấm một chấm xíu xíu thôi. Về giặt là ok mà. Về giặt được mà. Lên mã 29. Chị em mình nghĩ tối chút đơn. Tối chốt đơn, sáng trưa gọi điện chốt đơn. Bảo là chị ra ngồi chị mua rồi. Chị ra ngồi chị mua thì thôi, vô like đặt làm gì. Em nói thật sự luôn, chị này làm sao chốt không đặt không bán nữa nè. Thu Thái nè. Mới chốt lúc tối, ngày mai bên nhà Nguyên gọi chốt đơn thì bảo là Bảo là chị ra ngồi chị mua rồi. Chị ra ngồi chị mua, mắc chi chị vô trên like chị mua làm chi. Em nói thật sự luôn. Con này hàng Thu Thái đang chạy cho em 49.000. Lên mã 35 Việt, 35 vàng luôn, xây 60 đổ về. Chốt mã Thái vàng luôn, dùng Nguyên không chọn kiểu. 35 Việt, 35 vàng, 35k luôn. Chốt tối sáng gọi chốt đơn thì bảo là đi ra ngoài mua rồi. Có ai mua hàng như thế không ta? Thầy, mình mua hàng mình phải có trách nhiệm chứ, còn tự nhiên lên like ưng đặt rồi ưng đi ra ngoài mua thì thôi chứ. À, thu được một cây luôn thôi. Một cái gì? Cái hàng dứa. Thế? Dứa. Một áo. Lên mã 15 nam luôn. 15 nam xe 55 đổ về. 15 nam xe 55 đổ về. Chị nào lấy mã 15 nam lên 15 nam luôn dù Nguyên nhá. Xã hàng view nó chưa giờ nó không lên nổi quý vị ơi. Lên mã tặng 59k luôn. Xe 55 đổ về. Chốt mã tặng 59k, vừa này đẹp thì chị em mình. Tặng 59k. Hàng này đang chạy 69k ấy. 59k cam. Chị nào lấy 59k cam lên 59k cam luôn dục Nguyên nhá. 59k cam. Bộ này là bộ hàng Trung Thái hôm bữa nè. Thái lẫn 55 đổ về. Ôi thấy đùi. 55 đổ về. Nguyên lên luôn chị em mình mã này. Bộ này xinh nè.
55 đổ về. Chốt lên luôn những mã bộ vàng 55 đổ về thôi chị em mình nhé. Cái này lên luôn cho chị em mình luôn 79k đúng không? Lên luôn cho em mình cái này 68k. Chốt mã bộ 68. Chị nào lấy bộ 68 lên bộ 68 luôn dùng nguyên. Comment bộ 68. Bộ nào size 55 đổ về. Bộ nào bộ hàng Trung Thái. Lên mã bộ 68. Comment lên bộ 68. Bộ 68 nhé. 59 cho chị Anna Nguyễn à. Rồi lên luôn dùng nguyên nè. Ui co hàng đuổi. Đuổi bao này đẹp lắm chị em mình nè. Size 52 quay đầu. Đang xe 49.000 đúng không? 15 cho ai? Cho chị Hương đổ nha. Rồi chốt lên luôn những mã đuổi xe mờ. Đuổi này phía bên, hai bên của nó là dạng phối lưới như thế này nè chị em mình. Đẹp con này đẹp lắm. Quyên lên luôn cho chị em mình con này luôn 39k xe mờ. Chị nào lấy cái này lên mã 39k xe mờ. Bộ là bộ lên 68.000. Bộ đó là bộ Xuân Thái đang chạy 79.000. Xe 55 đổ về. Rồi chốt lên luôn những mã này là mã 30 mấy. Mới vừa nói xong. Lên mã đuổi 39. Chốt lên đuổi 39k luôn dùng nguyên trẻ. Mình chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên nhé. Thiêu nãy giờ cứ 70. Rồi rớt xuống 50 rồi lên 60. Ôi trời ơi. Rồi lên luôn những này xây mờ. Như thế này thì hàng mới nhiều thì làm sao dám lên hàng mới đi dẻ mà nó. Chia sẻ bàn tay thả tim thả like. Nhảy tự nhảy múa gì đấy cho nó nổi bài lên. Cuối tuần cho nó khí thế xíu nè. Vịt 35. Vịt 35. Vịt 35. Vịt 35. 29 là những cái mã hàng nó bị chấm chấm xíu. Rồi lên luôn những này. Con này á, đang chạy cho chị em mình 101 này. 101 này. Hàng này là hàng công ty xây mường. Nha chốt lên luôn dừng nguyên cái mã này. Comment mã này là mã tặng 90k luôn. Tặng 90. Đuổi 39. Đuổi ấy. Đuổi không phải đuổi ấy thôi. Đuổi đấy. Ừ. Rồi chốt lên luôn những mã này. Comment mã công ty. Comment lên mã công ty. Chị nào lấy mã công ty lên mã công ty luôn dùng nguyên nhé. Chị ơi chia sẻ lên luôn dùm em nhé. Tiêu như thế này thì mỗi trẻ mình vô xem like chia sẻ luôn dùng nguyên. Thả tim thả like gì đấy. Chia sẻ bàn tay lên. Cho nó nổi bài lên xíu nữa. Thế hai ngày đây rồi. Kinh thì cái Facebook mới là nguyên phát vô hội. Mới bấm phát rồi khóa ngay luôn. Dễ sợ không? Chia sẻ lên luôn giùm em nha. Size 31 nè. Size 31. Size 31 cho các anh nam nào 62 đổ về hàng này, hàng công ty. Hàng này hàng 295.000. Nhìn trên cái màn hình chính này không mai thấy một ai comment hết. Thế ngày mai chị thầy cũng quên thầy rồi. Không thấy gì hết. Em không thấy gì trên màn hình hết. Chỉ có Huyền thấy comment của chị em mà thôi. Rồi chốt lên luôn dưỡng mã này. Tặng 50k luôn. Được 50k luôn dùng nguyên mã công ty này. Size 31 nha. Thì là các anh nam là tầm khoảng 62 đổ về là chốt đẹp. Hàng 255.000 nè. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã nam 50k. Chị nào lấy nam 50 lên nam 50 luôn dùng nguyên nhá. Nam 50 kìa có cả số điện thoại và khoảng không chốt đơn được chị em mình. Ôi chào ơi. Ôi con này hàng ngắn à. Con này hàng ngắn à. Có 9.000 liệu có giá nào để sale nữa. Con áo hai lớp bằng công ty 69.000 liệu còn giá size nào sale? Size này là dành cho những chị em bằng 60 đổ về. Nam cho size giờ Linh. Lên mã 65 đi. 65 XL. Nguyên nói rồi những cái mã hàng hai lớp đi. Như cái con này khách nhà Nguyên mua lên mua con tiếc. Không mua con rồi cuối cùng cũng kiểu như lòng vòng cái gì cũng phải mua hai con cho bằng được. Thật sự luôn con này nè. Nó rẻ quá. Quá mức quy định đấy. À rẻ quá mức quy định á. Lên luôn dùng mã hai lớp luôn dùng đi nha. Chào ơi ơi. Chào ơi. Giờ đâu tìm ra con này. Giờ làm gì tìm ra con này màu đen. Lên mã 39k luôn dùng nguyên nhá. Áo tanh tốt áo dơ nè. Áo dơ nè. Lên mã 35 chữ Thun Thái sẽ 62 đổ về. Thun Thái 62 đổ về nha. Tại Gia Linh có quần rồi. Con này sẽ 60 đổ về. Lên mã 40 luôn. 60 đổ về, comment mã quần 40. Nguyên giống như Nguyên mù, không thấy được cái gì bực mình ghê á Huyền ơi. Cái trên này nó đâu có nhảy đâu. Coi xíu thôi Huyền coi. Trời. Đây là chuyện chỉ có 5k. Chị xíu chi có đơn bữa giờ không rét thì đang thấy còn đơn bữa đó luôn. Bữa giờ luôn. Anh chín đâu ta? Hồi trưa chốt chống nắng chị chưa ai hình như là có rồi. Chưa đi chị ơi. Đang 39 em hết.
À, bộ đang mặc bao nhiêu? 79k nhưng mà hết màu này rồi. Mã nào đáng nói mấy tiền đấy? À 39k kìa. 39 cho chị Lê Nguyên Thảo kìa. Ờ. Lê Nguyên Thảo nè. Rồi lên luôn những mã này, ở xanh ngọc 40 con này đẹp quá. Hàng này hàng người ta chạy 75k con. Hàng chị dưới nó là 125k xong nó sale, nó còn lại xanh nó sale. Nguyên khoảng chạy luôn cho chị em là 45k con này bao đẹp phải sướng lắm. Không phải hàng cốt tông đâu chị em mà nhìn. Cái này chị em mình về mix tết lên rất là đẹp. Chốt lên luôn những mã này là mã đùi. Đùi 40, đùi xanh 40, chị nào lấy đùi xanh 40 lên đùi xanh 40 luôn dùng Nguyên nhé. Quần 40 cho chị Thanh Hồng. Quần 40 cho chị Thanh Hồng. Hello rồi chốt. Con này size S. Lên 39k luôn. Size này dành cho những chị em mình tầm 52 quay đầu. Lên mã đùi 39. Con nó chốt rồi kìa. Con mới thì mới cầm nó chốt rồi đấy. Trời, một cái váy bé. Hàng này là hàng 95 này. Size 25 đến 28kg này. Lên mã váy bé, hàng này hàng 95, lên luôn chị em mình là 65. Chốt mã váy bé hàng công ty nhá. Có nước trà bên đây Huyền nè. Mới chế lại nè. Mới chế lại nước trà bên đây nè. Lên luôn những mã váy bé 65. Rồi lên tiếp luôn những mã này là mã 15k. 15k. Chị nào lấy chốt. Hai lớp em hết rồi. Màu gì chờ em xíu. Riêng bò cho chị Ken Nguyễn chia sẻ luôn dùng Nguyên. Rồi 39 cho chị Lê Hòa. Chị Phương Am chia sẻ. Siêu đã ít rồi mà chị em mình là không chia sẻ. Ưu tiên cho những chị nào chia sẻ nhé. 15k xoay 57 độ về. Lên mã 15k. Chốt cho chị em mình 57kg độ về. Con đùi là cho chị Lê Hòa. Con đùi là chị Lê Hòa. Lên mã 45 xoay 52. 45 xoay 52. Con này về bao chắc luôn cho chị em mình luôn. Con nói không vậy? Hàng xưởng hàng gia công người ta may sổm sổm thôi. Đây là nhận, cứ nhận hàng con này về dùng nguyên. Hàng may cực kỳ kỹ luôn, cả trong cả ngoài nhá. Đấy, chạy hàng này hàng hàng shop. Lên nó trẻ mình con này 45 và size 52. 45 size 52. Chút mã 45 kem dùng Nguyên nhá, 45 kem. Không chợ 25 28. 25 28 thôi. Lên mã 45 kem. Nắng dài hai lớp 89k. Nguyên nói rồi, khách nhà Nguyên lên nhà không nỡ mua một con đâu. Nói chung là vòng đi vòng về kiểu gì cũng lên, còn màu gì cho chị thêm con nữa. Đấy. Rồi lên mã tặng chân váy luôn dùng Nguyên. Xe 48 đổ về. 48 đổ về chân váy. Chân váy sắp lên đang chạy 79k. Lên 49k chân váy luôn. 49k chân váy. Ôi chào ơi, giờ còn áo gió. Giờ còn áo gió. Giờ còn áo gió. Rồi nha. Hai chín hết rồi. 15 cho sái da lên. Ờ 15 cho ông Nam. 45 cho chị Yến Trần. Hai lớp 89.000. Nói chị em mình nên mua đi. Nên mua đi. Cái 45 nguyên hết. Rồi lên mã tặng gió. Con này 69.000 để hết giá sale rồi nè. Con này 69.000 thì làm gì còn giá sale hàng 125.000. Gió dùng nguyên gió hai lớp. Nhưng mà toàn bộ ở trong của nó, toàn bộ ở trong của nó là một lớp lưới đồng màu luôn nhá. Lên luôn cho chị em mình con này luôn. Giá lên luôn cho chị em mình là 69.000 nhá. Size 55kg quay đầu. Gió hai lớp chị em mình tranh thủ mua đi nha. 45 kem chị Yến Trần. Yến Trần. Trò lên luôn những mã này. Cái con này không có duyên hay răng. Con này không có duyên hay răng ấy. Hàng mỏng nó thực sự hàng công ty mà 49.000. Sale rồi mà giờ còn xả nè. Phải mang váy à. Tranh thủ mua đi. Tranh thủ mua đi. Nó theo đợt, hàng công ty không phải ví dụ như hàng xưởng hàng ấy rồi đặt may lúc nào nó cũng có. Còn cái này hàng công ty, mỗi lần nó sale ra được một ít thôi. Mà theo đợt chứ không phải lúc nào cũng có hàng. Lên mã 39k size 55 luôn. 39k size 55, chị nào lấy 39k size 55 lên luôn dùng hàng công ty luôn nhé. Chốt mã 39k size 55, chị nào lấy mã 39 lên mã 39. Rồi lên luôn dùng con này 25k luôn. 25k vào. 25k vào. Xây 60 độ về. Rồi lên tiếp cái bộ hãng luôn cho chị em mình luôn. Cái mã gì ta? Mã áo nao ấy. Chị em mình chưa mua cũng tranh thủ mua đi. Con nó đẹp lắm. Hàng đấy là hàng xúc. Hàng đấy là hàng xúc. Nha 45 cái. Chưa 39 ca là gì á? 39 là ca là áo sơ mi. Cho su. Sao 55 hết rồi kẹo bông ơi. Bộ 85 hồi chưa nhá. Máy nhím ơi. Tranh thủ chốt xem cái gì đi. Rồi mai nhận đi đơn nhá. Mai nhà Nguyên đi đơn. Nguyên lên luôn cho chị em mình hẳn cái bộ này. Ráng để view lên 100 view chị em mình thôi. View kém quá.
Rồi lên cái bộ này. Lên bộ này chị em mình ráng tranh thủ và mua cái này nè. Cho lên cái bộ đó đi. Thôi cầm, cầm luôn. Tiếp cái bộ này. Bộ này là bộ hàng hãng theo toàn bộ hết, nhưng mà được cái là sát nát. Đủ sai không? Một bộ L thôi, còn lại là L với 2X. L với 2X luôn à? Trời ơi, được cái xe to. 1M à? 1XL còn 1XL. Không có M à? Không. 52 đổ lên. Rồi nguyên qua luôn cho chị em mình mã này. Đẹp lắm chị em mình, bộ này là bộ hàng hãng nhé. Theo toàn bộ được cái là sát nát. Phone thì Y Nguyên đang mang nhé. Y Phone Nguyên đang mang luôn nha. Cái này chị em mình mua về ở nhà cũng sướng, đi tập cũng sướng nhá. Bao rẻ luôn cho chị em mình. Dòng của nó là ô mì hàng. Ô mì hàng nhé. Lên luôn chị em mình con này luôn. Chốt mã này là mã tặng 70. Lên mã 78k nhé. Rẻ hơn chị em mình đi mua hàng xưởng, rẻ hơn chị em mình đi mua hàng chợ. 78k một bộ nha chị em mình ơi. Xét nét từ đường kim mũi chỉ luôn. Nhận hàng con này về chắc không đẹp cho chị em mình quay đầu, nhưng mà chủ yếu là con size to nhá. Nguyên có một con size gì đây? Con này size gì? Một con size 52 đổ về nha. Nhiều chứ. Còn XL một con thôi. XL một con. XL còn nhiều. Rồi lên mã XL 52 đổ về luôn dù Nguyên. 78.000 bộ này luôn. Xịn sò nha. Hàng này nói chung là chắc. Đường kim mũi chỉ không đẹp cho chị em mình quay đầu. 78k bộ. Rẻ hơn chị em mình chạy đi mua hàng xưởng, rẻ hơn mua hàng chợ luôn. Nha, 62x cho chị Mỹ Hạnh kìa. Áo khoác có chị ơi. Bộ đang mang hết. 78.000 bao rẻ luôn. Em ở trên đường Hoàng Thái nhé. Hoàng Văn Thái. Nha. Nhưng mà thời điểm này chị em mình đừng có tới nhà lấy. Nguyên nói thật sự luôn, nhiều chị bảo tới nhà lấy rồi thôi. Hạn chế luôn dùng Nguyên nhé. Size L là 52 đổ về nha, 52 đổ về. Nguyên lên luôn cho dễ mình là 78.000. Bộ này là bộ hàng hãng nhá. Bộ hàng hãng. Giờ cũng có chỗ người ta đang ôm cái này ra để người ta, vì ôm này hàng công ty nó sale. Nhưng mà người ta đang chào sỉ là 7X rồi. 7X chị em mình nghĩ là bao nhiêu? Thì nhà giờ chị em mình mua cái này ngang được chị em mình đi mua được giá sỉ luôn. Ngang được giá sỉ luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã nách. Nách vàng. Nách vàng kèm size luôn dùng Nguyên nhá. Để mang thử cho chị em mình nhìn phô mình. Cái này size to rồi. Để mang thử cái mã này cho chị em mình nhìn form đẹp lắm, vì chị em mình tranh thử mua thôi nha. Mang thử cho chị em mình nhìn form cái bộ này. Lên form bộ này bao đẹp. Màu vàng còn nhiều đúng không? XL đây nè, có một bộ XL. Còn toàn bộ là 2XL, chị em mình 60. 60 chị em mình nên lấy 2XL đi nha. Đây cũng sẽ mang luôn. Còn size L 52kg quay đầu và 2XL cho chị em mình 60 quay đầu là chị em mình chốt đẹp. 78.000 bao rẻ luôn. Nó thật sự những cái mã bộ hãng của đồ là bao rẻ bao chắc luôn chị em mình luôn. 78.000 phép. Cần gì tính CL 52 đổ về là chút được. Cần gì tính đẹp lắm nên là chị em mình tranh thủ từ cái form luôn ý. Đẹp từ form đến chắc. Tôi sẽ mang thử cho chị em mình coi. Bộ cũng đang mang cho chị xin thương. Bộ này cho chị Xuân Thu luôn. Đẹp từ form đến chắc nha. Đẹp từ chắc đến form chứ. Mũi trống. Chữ theo toàn bộ nha chị em mình ơi. Đây chị em mình nhìn form. Rồi lên nha. Đây form đây. Đẹp chưa? Mà cái này lên luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 78.000. 78.000 chữ theo hết nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã bộ này là bộ hãng. Nguyên còn size 52 quay đầu. 52 quay đầu và size 60 quay đầu là chị em chút đẹp nha. Ai lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã hãng dùng Nguyên nhá. Bao đẹp luôn chị em mình ơi. Cái này chị em mình mang ở nhà, mang đi tập gì cũng được hết. Mang ở nhà mang đi tập gì cũng được, cũng ok luôn nha. Chị nào chưa có cái này lên luôn dưỡng mã hãng kèm luôn dùng Nguyên cái size. Hai size. Ôi hơi quá gì vậy. Ờ kéo cái nó ra đóng cái cửa lại đi. Trời nghe hơi cống quá.
không có cái Facebook một coi được luôn ấy. Facebook của Tình Ngô cũng coi không được luôn. Rồi nha, ai lấy mã hãng lên bộ hãng luôn dùng đi. Rồi xong luôn cho nguyên cái mã áo nam. Áo nam này, riêng cái mã áo nam này chị em mình tranh thủ mà phát cho chồng, phát cho con, phát cho em, vì nó quá là rẻ. Bộ này là con áo này là con áo hàng xuất nha, đến 70 kg. Cho nguyên lên một cọc, cho nguyên y một cọc luôn đi, một cọc nữa, ba màu, một cọc là ba màu, một lố là ba màu, xanh đen, đen và trắng. Mã này lúc chị nào chưa có thì lên cho chị Hùng phụng một bộ size L. XL à, 2XL, 2XL ẩn nữa rồi, lại bị ẩn nữa rồi. Rồi lên luôn Dũng này. Hàng này là xịn hàng công ty luôn Dũng Nguyên nhá. Hàng này là hàng xúc ấy, cứ nhận hàng con này về Dũng Nguyên. Chị em mình tranh thủ cái mã này ghi lại mai bóc sau nha. Ai chưa có thì tranh thủ chị em mình từ túi tiết, hàng này hàng xịn sò luôn. Bán tặng luôn cho chị em mình con này. Không hắt, phát hẳn một lố đi, ba con. Phát hẳn một lố ba con M, L, XL. XL tầm khoảng dưới 70 thôi, 70 đổ về nha. 70 đổ về, nhưng mà con này nó giãn nhiều, dạng mang sẽ là mang ôm body. Dạng mang sẽ là mang ôm body. Đây chị em mình nhìn. Một lố của nó là ba con như thế này. Đẹp lắm luôn ý. Mã này lên chị em mình 45k một con. 45k, hàng này là hàng xuất nha chị em mình ơi. Nha, mã này là mã hàng xuất hàng. Thế. Tại vì hung phùng rồi. Thấy rồi chị ơi. Trời ơi. Đẹp lắm, chắc đã đời lắm chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên mà chị em mình nhìn cái độ co giãn của nó này. Khách nhà Nguyên đặt quá nhiều con này. Đây, cái này chị nào chưa có thì lên, hàng công ty thì không phải lúc nào cũng có, nó theo đợt thôi. Cái này ôm hàng sang hàng sale đấy. Sang hàng sale đấy, hàng này là chuẩn hàng công ty, hàng xịn, hàng xúc nha. Lên luôn cho trẻ mình con này, ba màu, màu đen, màu xanh đen và màu trắng. Cọc này không có màu trắng rồi. Đen, xanh đen và màu trắng nha. Hàng này là hàng xúc dùng nguyên này. Xúc đi các nước luôn, bao đẹp luôn. Cho chị Hồng Phụng thêm bộ nữa kìa. Hồng Phụng thêm bộ CL nữa kìa. CL chị nhắn qua ấy, đọc comment không thấy. CL với 2XL. Cho chị thêm bộ nữa. Lên luôn những mã này là mã tặng nam 45k một con, thì vì sao không phát ba con? Về cho chồng, cho con, cho em nó mang. Nó quá là rẻ, chắc bao đẹp nhá. Khách nhà Nguyên mà lên nhà ngồi cái điện tới điện luôn, đẹp lắm bây giờ. Lấy đi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Người lầm mằng mấy con luôn. Nhá mà rẻ, cơ bản là đẹp mà rẻ. Nhà Nguyên kiên săn những cái mã hàng đi ôm hàng sale này nè. Đấy, hàng công ty nó sale. Đấy, không phải lúc nào nó cũng có đâu. Nên là chị em mình tranh thủ hàng xịn sò. Nói chung là xịn sò. Cái CM là chỉ có 2 màu thôi đó. Thế? CM. Ừ, thôi để nó lên sau. Để lên sau. Nha, chị nào lấy cái này lên mã tặng nam luôn dùng nguyên nhá. Kèm size luôn dùng nguyên. Cứ ghi... Màu. Hả? Như chị Phạm Bích Phương là 3 màu nhưng mà màu trắng không có CM. Nhọn nhất đây. À, đúng rồi, màu trắng không có CM rồi chị em mình. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã tặng nam cho mình cái điện thoại này. Tặng nam. Tặng nam, tặng nam, tặng nam nhé. Ghi đi. Còn ít chị ơi. Ok chị nhé. XL cho chị Nguyễn Đăng Dũng 3 cái. Tay nhà nhắc được 2 màu. Sơ mi trắng còn chị Việt ơi. Sơ mi trắng hình như còn có mấy con. Còn mấy con tí xí em lên. Cho chị Nguyễn Đăng Dũng. Con này bao đẹp luôn, trẻ mình tranh thủ mua nha. Đây nè, ghi đi Huyền. 40kg lấy CM đi chị. Cho chị Phạm Thị Bích Phương 2 con thôi. Hiện tại CM không có màu trắng. Riêng CM là không có màu trắng. Cho chị Phạm Thị Bích Phương được 2 con đi. Nguyễn Đăng Dũng là 3 cái XL. Được chị ơi, được nhá. Chị Mai Thủy lấy mấy con, trẻ mình lấy số lượng dùng nguyên đi. 45k đảm bảo trẻ mình không đi mua được. Hàng này nếu như trẻ mình người ta có săn được hàng sale về, người ta không bán cho trẻ mình tiền trăm. Nguyên mà Nguyên săn được hàng sale, Nguyên sẵn bán cho trẻ mình giá sale 65kg vừa chị ơi. 65kg vừa xanh với đen cho Thu Trang Ngô CXL. Thu Trang Ngô CXL. Ba lỗ em hết. Cho chị Đờ Tê Thảo Văn. Trắng xanh XL. 10 áo thun ok chị Việt. CL là ok, 62 cái vẫn mang CL được. Ok chị ơi. Hai cái cho chị Mai Thủy. CXL ấy, CXL Mai Thủy. Ok hai cái. 45k con thì không ngại gì chị em mình không phát. Nguyên nói thật sự, chỉ cần nhìn túi tiết không là chị em mình đủ biết hàng xịn rồi. Nhìn túi tiết hàng là chuẩn hàng xuất dùng nguyên nhá. Đây là hàng xuất luôn dùng nguyên này. Được chưa? Hàng Việt Nam xuất đi á, hàng công ty, hàng này hàng đóng thùng với chị em mình này. Đấy, có chụp lên cho chị em mình xem. Đây. Được chưa? Cái này là hàng xuất đi. Mài dán lên chị em mình 45k à con.
không phải lúc nào cũng có được những cái mã hàng này đâu, nên là chị em mình tranh thủ mà chốt nhá. 45k con, phát luôn mấy con về mang cho nó sướng lời ra nha, về cho chồng, cho con, cho em, cho Út nó mang, bằng hàng chợ chứ. Giá nặng lên luôn trẻ mình bằng hàng chợ. Ai chưa có cái mã này cứ lên luôn dùng mã tặng nam luôn dùng nguyên nhá. Kèm số ký. Tặng nam kèm số ký luôn dùng nguyên. Rồi hôm qua luôn cho trẻ mình mã bộ khác. Còn mấy cái set bộ này lên nó luôn. Chà 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 chà. Cái này còn luôn. Kéo luôn cái này nữa lại. Kéo luôn cái này nữa. Comment với lại là thì cũng nó bóp tương tác với nó ảnh comment con như này like mày rồi nha, lên tiếp luôn cho trẻ mình mấy cái set bộ này nguyên còn ít này. Lên nốt luôn cho trẻ mình luôn. Size này chị em mình lấy 62kg vẫn mang ok. Size này đẹp lắm. 62kg vẫn mang ok. Trắng đen hồi nãy XL cho chị Mai Thủy rồi ok này. Ok rồi này. Ai chưa có áo nam nữa thì lên nhé. Con nó bao đẹp luôn, cứ nhận hàng về dùng nguyên đi. Khách nhà Nguyên lên á, khách nhà Nguyên lên là phát luôn mấy con nha. Rồi tiếp cái mã bộ Nguyên đang mang còn mấy bộ thôi. Cái này ai chưa có tranh thủ. Size này dành cho những chị em mình 62 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Giảm nhiều nhá. Chuẩn hàng cốt tông tàu luôn dùng nguyên. Mỗi set còn rất ít, Nguyên mang thử cho em mình nhìn form thôi. Mỗi set tầm mỗi mảng còn tầm vài set thôi là hết nhá. Lên luôn cho chị em mình mã này 85.000. Không xịn sò cho chị em mình quay đầu luôn nha. Riêng cái này tự tin luôn là không xịn sò thì cho quay đầu luôn ấy. Size 62 đổ về, hàng giảm nhiều, chắc của nó là chắc cốt tông tàu nha, được 3 bộ nu thôi. Lên 85.000 nu, chị nào lấy nu 85 lên nu 85 được 3. Nu 85 được 3 thôi. Cái này chắc của nó là cốt tông tàu nhá. Hai áo 55kg cho Trinh Trinh lá xây mờ. Trinh Trinh hiện tại có xây mờ thì có màu đen và màu xanh đen nhá, không có màu trắng. Cho Trinh Trinh 85 cho chị Sương Thu, đẹp lắm chị em mình ơi. Thật sự luôn ý. Cho chị Sương Thu được 2 set nu thôi. 85k set nhá. Chị nào chưa có thì lên nhanh tay nha. Bao đẹp, bao xịn và bao rẻ luôn. Sương Thu một set màu nu rồi. Ai lấy nu lên nu luôn dùng nguyên nhá, cho lên các màu đi gì. Các màu. Hả? Trắng đen rồi thôi, ba màu thôi. Mã này có đúng ba màu nhé. Size này dành cho chị em mình 62kg đổ về là chị em mình chốt đẹp. Ba màu, nu, trắng, đen. Giá con lên luôn cho chị em mình là 85. Chị em mình xem like có ok không ta? Mà đang thấy cứ đứng đơ đơ đơ. Những cái bộ này bình thường không có hàng để bán đâu. Bình thường không có hàng, cứ hai ngày này là cứ đứng đơ, bị ảnh comment liên tục luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã nu, trắng và đen, 85.000 xét. Thực sự không biết lên cái gì luôn. Hàng về cực kỳ nhiều từ trong ra ngoài. Nhưng mà những cái mã hàng xịn hàng đẹp này mà đến đơ thì thôi chắc biết lên cái mã gì bây giờ. Biết lên cái mã gì bây giờ. Nu trắng và đen ba màu thôi. Ai lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên nhá. 85k set bao rẻ bao xịn. Toàn bộ trắng cũng là quần đen. Trắng cũng là quần đen nhá. Đây. Đẹp chưa? Đây là chị em mình nhìn. 85.000, chị nào lấy mã 85 trắng, 85 đen và 85 nu dùng nguyên, 3 tông màu cho cái mã này. Ai chưa có thì tranh thủ lên nu dùng nguyên nhé. Chị like được mỗi trên bát mà đứng đơ luôn, đứng đơ đờ luôn. Rồi nha, ai chưa có thì lên. Hàng này là hàng 220.000. Hàng số 1 220.000. Nu cho chị Dung Hoàng. Dung Hoàng. Đen cho chị Phạm Thị Bích Phương. Đen Phạm Thị Bích Phương. Nam cho chị Nga Nguyễn. 3 cái 3 màu. 3 cái 3 màu, size 55kg. Rồi ai chưa có cái nào thì lên đi. Đẹp lắm. Chị em mình giờ nhiều chỗ nó chạy kiểu như là nó câu like á. Chị em mình thấy nó câu like không? Nó up những cái mã set, những cái set mà hot như này này. 100.000 4 bộ, 100.000 5 bộ, đố trẻ mình mua bây giờ mua được luôn. Đảm bảo một điều luôn, nó câu like.
Đấy, còn thực chất những cái mã này bèo nhất người ta sẽ lên cho em là 125.000 một xác. Giờ rất là nhiều cái Facebook mà nó bị hack, kiểu như nó cứ đăng lên 100.000 4 bộ, 100.000 5 bộ, trong khi những cái mã bộ người ta đang hot nó 100.000 4 bộ, 100.000 5 bộ thôi. Nhưng mà đố khi nào mà chị em mình mua được nha. Chị nào lấy cái này lên luôn, những mã này là mã tặng 85 nu đen và trắng. Nu đen trắng chị em mình cố gắng lên luôn dùng đen cho chị Minh Phạm. Đen chị Minh Phạm. Cái này được 2, ô cái này còn được cái 15k này. 15k bán tặng luôn, hàng này đăng lên chị em mình là 29k sale đúng không? Tây 57 quay đầu. 57 quay đầu, chốt mã này mã 15 Tây 57 CL. 15 Tây 57 CL. Con này sale 49k này. Con này đang sale 49k lên luôn chị em mình 39k. 39k theo toàn bộ. Chị nào lấy mã 39 lên mã 39. Bình thường thì những cái mã cái set đẹp như thế này thì không có hàng để lên đâu. Đấy. Vì là bao nhiêu sỉ, cái này cũng sỉ bóc rồi luôn, còn lẻ tảng lên nó luôn chạy mà luôn. Mà 85.000. Còn hàng này người ta đang chạy là 125.000. Ok có rồi chị ơi. 15 cho chị Yến Hoàng. Tắt đi. Tắt đi. Giang Nguyễn tắt đi. Yến Hoàng. 15 cho Yến Hoàng. Còn được 3 màu đấy chị Việt ơi, còn mỗi set có cái thôi, chị lấy chút. Có chống nắng nữ cho chị. Không chị, áo ngắn có chị ơi. Ok chị Nga Nguyễn ơi, mai nhà em rep nhé. Bộ nguyên đăng mai hiện tại còn màu này, màu đen, màu trắng. Được mỗi thứ một ít thôi, cho lên set khác đi. Đen chị Minh Phạm có rồi, 85.000 set, bao đẹp luôn. 85.000. Cả ngố luôn, có cái gì cho lên cái nãy. Trời ơi, chắc là đã luôn. Đã luôn, chị nào chưa có thì lên. Tiếc Quân lên mà Quân tiếc mấy cái test này quá. Tại vì cứ đứng đơ 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 này tiếc hàng muốn lên. Cái này còn 2 test này, cái này đẹp. Những cái test bộ hàng Trung Quốc Tông Tàu này chị em mình không mua lại phí ra đấy. Cái này nó theo đợt chứ không phải lúc nào cũng có. Những cái mã này là theo đợt chứ không phải lúc nào cũng có. Bộ Nguyên đang mang chị lấy thì lấy đi. 3 bộ nu. Ok nè. 3 nu 3 đen thì làm chi có. Còn bao nhiêu nu? Còn 1 nu. 1 nu 1 đen chứ mấy. Còn trắng nữa thôi. Nhưng mà áo trắng cũng là quần trắng vậy nghe. Áo trắng cũng là quần trắng. Trời ơi. Nếu chồng còn đen thì toàn bộ là quần đen hết. Quên lộn, toàn bộ quần đen hết. Trời ơi. Lên mã phối. Đúng cái này hàng công ty chạy 125.000 đây nè. Những cái mã này toàn bộ là chạy 125.000 hết. Lên luôn cho chị em mình mã này. Mã phối này theo toàn bộ này. Được 2 set. Tay này chị em 60 đổ về. 60 đổ về. Chị nào lấy phối lên phối 85. Phối 85 được đúng 2 bộ thôi nè. Chị nào lấy phối 85. Những cái này đẹp lắm ấy. Nguyên nói thật sự luôn. Nguyên lên tiếp hàng. 39 là cái mã gì ta? Một nu một đen rồi ok. Chị nào lấy phối lên phối luôn, dùng nguyên một phối. À. Hai phối. Hai phối. Chị Việt của chị Việt là một nu một đen. Một phối đậm, một phối nhạt thôi. Toàn bộ là hàng theo và size 60 độ về là trẻ mình chút ok. Và form toàn bộ y form đang mang. Giá cũng lên luôn chị em mình là giá 85.000 một set. Được chưa? Ai lấy cái này lên mã tặng phối luôn dùng nguyên 85. Rẻ lắm đây chị em mình tranh thủ đi. Hay là view như thế này thì là chỉ lên hàng lẻ thôi ta. Chứ lên những cái set này mà chốt chậm Nguyên lại tiếc hàng, lại nát hàng hết ra. Nha chị nào lấy phối lên phối thôi. Phối hồng cho Hùng Phụng. Đẹp như thế này mà. Còn hàng lẻ cho lên hàng lẻ đi gì nữa. Cái view này lên hàng này phí hàng quá. Phối vàng cho chị Hùng Phụng. Còn phối màu hồng đậm ấy. Màu hồng đậm ấy. Màu gạch ấy. Trời ơi. Rồi lên mã theo nu được 3. Được 4. Theo nu được 4. Chị nào lấy theo nu lên theo nu. Theo nu có 4 thôi. Ai lấy theo nu lên theo nu luôn dùng nguyên được 4 con thôi. Nha. Chị nào lấy theo nu lên theo nu luôn dùng nguyên. Theo nu nha. Chị em mình xem like tương tác luôn dùng nguyên nhá. Nguyên còn hồng đậm hóa đồng nhạc. Theo nu. Cái này y bộ Nguyên đang mang luôn nè. Cái này chị Việt lấy không? Y bộ Nguyên đang mang. Cái họa tiết nó khác thôi. Này y form luôn. Và chữ này là chữ theo. Được 4 theo nu. Được 4 theo nu. Ai lấy theo nu lên theo nu luôn dùng nguyên nhá. Theo nu 4. Được chưa? Ai lấy theo nu lên theo nu.
Phối hồng nhạt em hết rồi, còn phối màu hồng đậm thôi. Còn phối hồng đậm. À, chị em mình xem like như thế nào ấy, để biết để mà lên. Chứ còn những cái này không lên, không ấy mà đứng lại tiếp lắm. Ờ tôi lên hàng lẻ đi gì nữa, thì phí hàng này lắm. Hàng đẹp này nghĩ là không có hàng để mà lên. Đi dành lại với sĩ đấy. Phối hồng em hết rồi. Hả? Thôi lên hàng lẻ đi chị em. Cái tình trạng view như thế này thì không thể nào lên, lên hàng hàng vi được, lên hàng mới được, phí hàng lắm, nát hết hàng, nát hết hàng, phải lay đi lay về. Những cái mã hàng đẹp, hàng hot mà lay đi lay về nát hết hàng ra. Nha, lên chạy mình hàng lẻ thôi, lên hàng lẻ thôi nhé. Mã theo thì cực kỳ đẹp mà lại hỏng chút. Rồi lên luôn những này. Bà trẻ mình lưu ý những cái mã nào hàng lẻ hàng sale thì mình chỉ lên cho những chị nào chia sẻ nhé. Còn chị nào không chia sẻ thì Nguyên bỏ qua nha. Riêng cái mã nào hàng sale thì Nguyên chỉ chốt cho chị nào chia sẻ, chị nào không chia sẻ bỏ qua nha, nhắc lại nha. Hello cho chị Như Trần Thị. Như Trần Thị theo nô cho Loan Hồ hai bộ. Loan Hồ bỏ riêng ra cho Nguyên. Loan Hồ bỏ riêng ra. Loan Hồ bỏ riêng ra cho Nguyên. Rồi nhá, tiếp luôn dùng này. Toàn bộ cái này cũng sẽ bán tặng luôn cho trẻ mình luôn. Chị chốt cho chị nào chia sẻ, size 50 đổ về. Chốt mã này mã 18, size 50 đổ về. V, cái này chắc của nó là cốt tông tàu. V nhá, chị nào lấy V lên V luôn dùng đi. Chốt lên V nhá. Giờ chị lên hàng lẻ cho em này. Chứ như V như thế này thì không thể nào lên hàng hàng V được. Rồi chốt lên luôn những mã này. Tặng quần nam, size này dành cho các anh nam nào 65 đổ về. Tặng quần nam 39. Chị nào lấy tặng quần nam, hàng này hàng chạy 5969 này. Lên mã 39. Chị nào lấy 39 lên 39. Ôi giời ơi, giờ mà còn đâu được sót được con này. Size gì đây? Size 55, 57 đổ về hàng công ty. Lên luôn trẻ mình con này 55k công ty CM. 55k sỉ không có giá nào. 55k chị nào lấy cái này lên cho mã công ty luôn dùng nguyên nhá, công ty. Về cho chị Nguyễn Sinh đi. Về cho Nguyễn Sinh đi. Về Nguyễn Sinh đi 18. 18 tặng nam 39 và hàng công ty lên trẻ mình 55. À, 39 là size 65 68 độ về. 39 là size 65 68 độ về, còn cái mã quần nam nó lên trẻ mình là 59k. Rồi lên mã này là mã 18 luôn. 18 size 57. Nha. Nhầm, lộn, cái này không phải size 57 nha. Cái này cũng tát này, phôm nhỏ này, size 50 độ về, V còn cái này. V chị Hồng Phụng. V chị Hồng Phụng. V Hồng Phụng. Đây phái hàng công ty nè. Phái hàng công ty. Ở đâu mà còn mấy cái mã quần loe này, chị em về xử lý cho Nguyên nhé. Riêng cái này chị em mình về xử lý cho Nguyên này. Quần này là quần loe, hàng này hàng lịch trước lặng. Ở đâu mà còn ra con này ta? Size 52 đổ về. Cái này bị dơ xíu, chị em mình về giặt dùng nguyên. Cái này đã chạy 89.000. Chúc mã like tiếp. Comment mã tặng 0 đồng. Chúc mã tặng 0 đồng like tiếp. Chị nào lấy 0 đồng lên 0 đồng like tiếp. Like tiếp 0 đồng. Chị nào lấy like tiếp lên like tiếp. Like tiếp 0 đồng nhá. Ôi giàu ơi, giờ mà còn một con quần đinh loe. Size S nha, size trẻ mình 50 đổ về. Loe size S nè. Con này hôm nay trẻ mình 85k. Hàng này trẻ mình bèo mua 250 con nè. Loe luôn những mã loe size S. Loe tiếng 0 đồng. Loe tiếng 0 đồng. Bị dơ xíu trẻ mình về xử lý dùng nguyên nhé. À cái chi 55 đấy ta. À công ty 55 cho chị Nga Nguyễn. Nga Nguyễn. Chị Kẹo Bông đang có đơn không? Kẹo Bông đang có đơn không? Không có đơn gì không? Em không nhé. Đa xế cho chị Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. Cái gì không đồng đi trước, cái chị nào đang có đơn và chị đang chia sẻ thôi. Chị nào hiện tại đang có đơn và chị nào đang chia sẻ quần mì đây đỏ 49k size 50 quay đặt. Ơ không. Hồi nãy đọc mấy 85k đúng không? 85k. Làm 89 gì đấy. Mì đây đỏ size 50 quay đầu. Chốt mã 49k. Đai đỏ luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đai đỏ lên đai đỏ luôn dùng nguyên nhé. Đai đỏ. Comment lên đai đỏ luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn những mã riêng. Đây là size nhỏ. Comment mã nè. Size nhỏ nhé. Size CS luôn 50 quay đầu.
Cái này của nó có cả lưng khung để rút lại nữa. Comment lên lưu giữ mã này là mã riêng dùng nguyên nhé. Bác tặng cho trẻ mình con này luôn. Nhá, chú mã tặng riêng. Lên lưu trẻ mình là 69.000 CS. Có 69.000 CS. Chị nào lấy riêng lên riêng. Riêng 69.000 CS. Cho lên những hết gì cái mã hàng. Ui. Ai này? Nhiều người hỏi cái set tên tóc. Đây này chị Hồng Phụng lấy không nè. Hôm ngày mai mua về được ít. Làm được 50 set nữa là hết. Cái này 60 đổ về. Mã này mã 89. Chị nào lấy cái này lên mã số vàng 89. Số vàng 89. Lai riêng hết rồi. 28 là gì ta? Riêng 69 là gì? Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. 49 gì Phan Hằng chia sẻ lên luôn dùm em nhé. Rồi lên mã vàng 89. Bộ này đẹp lắm nha chị em. Khách nhà Nguyễn hỏi nhiều lắm. Nha chị nào lấy bộ vàng 89. Lên bộ vàng 89 ca luôn dùm nguyên. Sách này đang hot. Hàng người ta bán 135.000. Chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùm nguyên nhé. 89k vàng. Đây mình bỏ số điện đọc đi ngồi online. Có cái này có cái này. Cái gì cả, bị ảnh comment cái xong cái ngồi vừa like vừa bút mệt. Lên mã 2 biên. Tây 52 đổ về. 69.000 nha, chị nào lấy 2 biên lên 2 biên. Còn yếu quá thì thôi nghỉ sớm nha. Số 9 là gì ta? Số 9 riêng hết rồi. Lên mã 89, cái mã 89, cái mã tên tốt này đang hot nè. Rất là nhiều chị đặt hàng xong về hỏi nhưng mà không thấy hàng rồi. Rồi lên những mã này. Mã này mã 2 biên, xe 52 đổ về. Con này khỏi bằng quảng cáo rồi nhé. 69.000, chị nào lấy 2 biên lên 2 biên. Những cái con quần nào này mỗi khi không có hàng mà lên. Chị nào lấy cái này lên mã ngầu luôn dùng nguyên. Cái này về trẻ bạn này tháo hẳn cái dây này ra cũng được. Nha, kiểu của nó như thế này thôi, xe 55 đổ về. Nha, cái này trẻ mình có thể tháo hẳn cái dây này ra cũng được. Là kiểu thôi. Đây, thích thì tháo, còn không chị em mình cột vô nhá. Rồi lên luôn dùng máy dây. Hai biên 69. Hai biên 69. 57 đổ về, con này đẹp lắm. Lưng của nó là lưng siêu cao, kéo trước, đẹp chưa? Lên mã tặng 69k luôn dùng nguyên CL. 55, 57 đổ về. Con này toàn bộ là hàng giả hết, con này đẹp lắm chị em mình. Lưng của nó là lưng siêu cao như thế này. Nha, chốt lên mã này mã tặng 69 luôn. Chị nào lấy tặng 69 riêng. Lên tặng 69 riêng. Con này tomboy. Tặng 69 riêng. Mã này lên mã xung xe 50 đổ về. Xung 50 đổ về, chúc mã 69 luôn. Xung 50 đổ về, chúc mã 69. Chị nào lấy xung lên xung. Giống như là like một mình, không thấy gì hết. Mà ngu đó mà hết. Thôi đặn luôn cho chị, cho chị Hùng Phụng. Hết á. Còn mà. À quên, còn theo thôi. Cho chị Hùng Phụng luôn. PCL. PCL đấy. PCL với Yến Hoàng. Yến Hoàng. Năm 9.000. Thiện đọc đi giáo ơi, không đọc được đó. Hai biên 69 em hết rồi. Lâu lâu nó nổi comment của một người thôi. Giờ bây nè, hát cái gì 5 phút. Hai biên chốt dài nè. Hai biên Hà Phạm. Xung con này đẹp lắm nè, sai chị em mình 52 quay đầu chị em mình chút đẹp. Hai biên là chị Hà Phạm rồi. Chị 5 phút cũng được. Rồi chốt lên luôn dũng mã nè. Chị nào lấy cái này lên luôn dũng mã xung. Comment lên xung dùng nguyên nhé. Con này hàng gu hay lớp. Gu này là hàng 139.000. Gu một xanh đậu. Mã này là mã gu xanh đậu. Hàng hàng 139.000. Lên luôn dưỡng mã này là mã 119 luôn. Xe 57. Con này chắc nó dài hơn. Xe 57 nhá. Xe 57 đổ về. Quát thì có mùi cỏ chị. Thế nghiện mùi hồi cỏ quát con. Con này ở đâu ra ta? Cái này tinh tinh mang được. Tinh tinh mang được. Nhà Nguyên là chuyên khoát mà. Con này lên mã tặng 19k. Cái này tinh tinh mang đẹp lắm dễ mà. Hang rộng con này 60-65 cũng mang được. Lên mã tím 19. Comment lên mã tím 19. Ê, hàng này riêng nè mà ngày đi. Bao nhiêu chị hỏi nè. Có riêng không? Hai ba chị hỏi cái này tiền không ra luôn á. Có riêng cái tết nó ra dùng nguyên đi.
Rồi lên luôn những mã này, mã lưng siêu cao 89.000. Size 9. Size 9 nhá, chị em mình tầm 55 57, 55 đổi về là chị em chút đẹp nha. Lên luôn những mã này là mã lưng siêu cao đi. Chào ơi, cô ta này. Cô ta trên này. Lên mã này là mã 39k luôn, size 60 đổ về. Còn là thun thái nhé, 39k đổ về. Lên mã thun thái luôn, dùng nguyên 39. Thun thái 39. Chứ còn tình trạng view như thế này thì chỉ lên được hàng lẻ thôi chị em ạ. Không lên nổi. Không lên nổi được hàng mới về cực kỳ nhiều luôn. Hai lớp rồi. Nhà em là chuyên áo khoác mà chị ơi. Có quần riêng em lên đang xem con này xinh lắm nè. Con này thun thái. Hàng này đang chạy chị em mình là 49.000. Riêng cái cây vải này rất là đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy thái xanh 39 lên thái xanh 39. Thái xanh 39. Rồi lên mã 15k. 15k size 57. 15k size 57. Chị nào lấy 15k size 57 lên 15k size 57 luôn dùng luôn nhé. 15k size 57. Chị nào lấy 15k lên mã 15k luôn dùng luôn nhé. Cái gì? Có được coi được không? Có đọc được comment không? Thoát à? Nguyên thì Nguyên không đọc được comment luôn rồi. Mười lăm cho Yến Hòa. Sao lên thì mã này lên mã tặng size 52 đổ về. Con quần này hơi dài chứ chị em mình mua để dành. Hàng này hàng chạy 6979 nè. Lên luôn dưỡng mã tặng 39k luôn đi. Quần dài 39. Chị nào lấy mã quần dài 39 lên quần dài 39. Cơ bản là hàng này giờ nó còn lẻ tẻ sai. Quần dài 39, trời ơi con váy. Váy này đang chạy cho chị em mình nè. Hàng này hàng hot girl nó bán là 155.000. Nhưng mà bo rip không được dài như thế này đâu. Bo rip dài size nào thì 57 quay đầu. Chốt mã này là mã váy. Hả? 57 là cái gì? 57 á. Chịu luôn rồi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã tay phòng size 57 đổ về. Chị em chút đẹp nhé. Lưới tay phòng lưới hai lớp. Chốt mã 49 váy. Con này siêu rẻ luôn rồi chị em mình. Hàng này hàng hot girl nó chạy 155.000 nhưng mà phải riết thường ấy, nó mỏng mảnh chứ không được như thế này đâu nha. Chị nào lấy cái này lên mã váy luôn dù nguyên. Chốt váy luôn dù nguyên nhá. Comment lên váy luôn dù nguyên. 39k luôn đi. Còn hai con màu cam size 57. Hai con màu cam size 57. Lên mã này luôn. Cam size 57. Lên luôn cho dễ mình con này. 15k cam. 15k cam, chị nào lấy 15k cam lên 15k cam lên dùng nhé. Size 57 đổ về. Trung thái này. Chúc cho ai chia sẻ. Có chìm vậy cho Hương Đỗ. 49 người ơi. Bốn chín người. Bốn chín giá giật mình rồi, người lên 39 người. Giỡn không? Bảo Vương. Thuận Thái luôn dù nguyên nè, con này đang chạy 49k nè. Lên bán tặng với chị mình 35k luôn. Sai nè, chị em mình nhìn nè. Xịn đẹp chưa? Cái này có mũ nữa, 35k luôn, xe 52 quay đầu. 52 quay đầu. Chị nào lấy cái này lên chung mã Thái. Chốt mã Thái 52 quay đầu chị em mình chốt. Rồi con nè. 35.000 nó luôn, mã tím theo 35.000. Và size cho bé nhà mình 18-20 đổ về. Con này tinh nè. Trước mã 35 dùng nguyên nhá. Theo con này xịn lắm. Hàng này chắc của nó là cốt tông thái. À quên, cốt tông tàu. Cốt tông tàu, tím theo. Chị nào lấy tím theo lên tím theo. Rồi chốt mã 18 tím luôn dùng nguyên. Size chị em mình 50 quay đầu. Cái gì? 35 là cái gì? 35 là cái gì trời? Đấy. Thái kìa, áo thái dài tay ấy. Áo thái dài tay cái dưới ấy. Cái dưới ấy. Ừ. Thái dưới đoàn chia sẻ đến đi. Chia sẻ luôn dùm em nha. Chị em mình nói toàn bộ bán cái này bán lấy lên tác ấy. Tiêu kém quá. Thì cuối tuần mà like cũng không lên like, lên view không nổi luôn. Từ lúc trưa giờ luôn. Hai ngày rồi. Ngày chính thức là ngày thứ hai. Rồi lên luôn những mã này 18k tím. Nên là chỉ lên hàng lẻ thôi. Lên sàn hàng lẻ như thế này thôi. Cho nó vui vui thôi. Nha, chị nào lấy 35. Cái này trai gái gì mang cũng được, con này hết đẹp lắm. Cái này theo toàn bộ chất cốt tông tàu. Tại 18-20 chút đẹp, mà nó mã 15 kìa. Mã 15 thay chút, hôm nay 18 tiếng. 18 tiếng. 18 tiếng. 15-2 cái cam kìa. Cho khoảng tỷ tiên. Chúc lên chia sẻ nha. Cái gì nào chia sẻ nha. Rồi mã quần nam 59k. Size này dành cho những anh nam nào 57 đổ về.
Những con này thôi xịn đồ xịn khỏi cần phải nói nữa nha. Con bộ là chuẩn hàng công ty trẻ mình. Hàng này hàng tác của nó là 195.000. Con này hàng tác 195.000. Lên mã 59, xe 57 đổ về nha. Thì nào lấy cái này lên mã quần nam 59k xe M. Cái gì 18 cái thu Phương Hoàng. Lên mã quần nam luôn dùng nguyên nhá. Nhi nhìn trên cái màn hình không thấy được cái gì hết. Chán đời dễ sợ. Comment mã tặng quần nam nhá. Quần nam lên 59k. Trời ơi. Con này giờ hết rồi nè. 49.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã tim hồng. Tim hồng xe 62 đổ về. Lên tim hồng 62 đổ về chị em mình chốt. 59 quần nam Thu Phương Hoàng. Thu Phương Hoàng. Yếu yếu nữa vậy anh. Đâu rồi mà. Không nghe. Nghe. Lên thông thái vô nguyên. 39.000 Doraemon luôn, xe 62 đổ về. Xe 62 đổ về 39.000 luôn. Đây còn một con thông thái. Ui giời ơi. Size này là size 35. 35 đổ về. Nhìn đã chưa? Toàn bộ theo lên 35k luôn. Chị nào lấy cái này lên mã mũ xanh luôn dùng 35, cái này cho bé nhé. Theo toàn bộ hết chị em mình. 35 đổ về chị em mình chút đẹp những con này thôi, khỏi phải bàn. Nha, chốt mã Thái 35. Comment lên Thái 35. Ối hai con quần gu. Quần gu CS. Chốt mã 35 luôn. Quần gu CS chốt mã 35 lên luôn dùng nguyên. Gu CS. Hàng này hết chơi nó bán 175.000 ba con đây chị em mình này. Cái này hát bán 175.000 ba con. Cái này là khách nhà Nguyên nhắn qua là trời nó bán. Em lấy thêm màu thì em bán đi. Ở ngoài người ta bán cao quá. Xe S nhá, xe 52 quay đầu. Chốt mã Gu 35. Gu 35 được 2. Chị nào lấy Gu 35 lên Gu 35 được 2. Gu 35 xe S, xe 52 quay đầu được 2. Cái này còn lẻ tẻ thôi. Chị đang đi dèo con sám không được. Con sám hô đó hè. Sám lúc này cho Hoàng lên rồi. Cho Hoàng lên rồi. Con này lên cho em mình 30k luôn. Hàng à, ép phần trước này 30k và size này dành cho các anh nam là 60-62 độ về. Chúc mã nam 30. Cảm ơn nam 30. Chị nói lấy nam 30 lên nam 30. Nam 30 nha. Cái này toàn bộ lão bé hết à. 35k nó thế. Xanh 35 cho Nguyễn Thị Bích Thiện. Đây, hàng bé nha. Gu 35 cho Thanh Liễu. Gu đây. Gu đây. Còn gu gọt, còn một con gu đó thì còn một con gu đấy. Không nhảy luôn. Vút cũng không nhảy luôn. Giờ cái này vút nó cũng không nhảy luôn. 35k đem cho Trinh Trinh. Tiền khoảng 30k nam. Giờ vút nó không thèm nhảy luôn. Chán buồn đời dễ sợ luôn. Còn con S nữa. Đây 22 đổ về. 22kg đổ về lên mã 35. Những con này chị em mình mua tranh thủ mua cho bé nè. Ai nhận những con này rồi chị em mình biết chắc mà. Siêu đã luôn ấy. Mà giá 39.000. 39.000. Hồi chiều á, khách nhà Nguyên chạy lên mấy người á. Khách nhà Nguyên chạy lên mua cái áo thiệt. Áo gia đình ấy. Kêu là chồng ở nhà bảo thôi em ơi 39.000 mang chi được. Con áo nhiều khi là chị em mình đi in ra con áo 70-80.000 mang còn chưa ra chi. 39.000 mang chi được. Lên giặt mình luôn. Tắt liền luôn. Thật sự luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã 35 luôn dù nguyên. Kêu là thôi em ơi. Hàng mà hàng 70-80.000 mang chưa ra chi mà 39.000 sao mang được. Mà lên phát liền luôn vì quá rẻ. Không ngờ luôn. Chốt mã này mã 35 tiếng, xe 2 đổ về. Làm 30 hết rồi. Làm 30 có hết. Con chưa mấy? Có con này nè, hồi nãy là xe bao nhiêu tiền ấy? Con này nặng xe bao nhiêu? 39.000. 39.000. 39.000 xe 65-68 đổ về. Xe 35, xe 35k đấy. Hả? Cái gì? Wow. Áo nam đâu? Áo nam hả? À, áo nam đó chị em anh tranh thủ chút đi. 55-57 đổ về, lên mã 35k luôn. Vàng. Vàng 35 nốt luôn. 55-57 đổ về. Chị nào lấy vàng comment lên vàng. Còn bao nào cứ cho lên bao hàng lẻ thôi nữa. Bây giờ cái kiểu tình trạng view này chỉ lên hàng lẻ thôi. Được cái này xe 55-57 nè. Còn một cái này nữa xe 37-40. Xe 37-40 trẻ mà mua về hai mẹ con mang cũng được. 35k nốt luôn còn được hai con. Vàng 35-37
và vàng size 55-57 còn được 2 con, 35k. Toàn bộ hạt có tông tàu mịn hết. Chị nào mua áo gia đình rồi feedback lên dùng em nhé. Thôi bán cái này bán tự tin luôn ấy. Không coi được giống như mùa màu mà. Ai rồi ơi. Không có vị nào mới. Toàn khách cũ mà lại đứng đơ với tôi. Dạ. Chán như con giá. Trang lên bao lẻ cái gì? Lại không đọc được comment. Chúc mã 49 giờ con này là thành con hàng hot này. Hết sạch phần xanh rồi. Lên luôn dùng mã Thái 49. Thái 49. Chị nào lấy Thái 49 lên Thái 49 đen. Thái đen 49 nhá. Comment lên. Ôi trời ơi. Dạ đúng cái này chuẩn, chuẩn hàng hot luôn nè. Tin ở đâu rồi. Thái đen và thái trắng nè. Còn được 2 con. Nhà giờ con này hơi bị hiếm đây. Nha 49k con. Chị nào lấy thái nào lên thái đỏ luôn dùng nguyên nhé. Thầy của nó là tay dơ. Tay dơ nhé. Thái xe S ấy. Thái xe S. Hai cái à. Rồi lên mã này là mã 49k. 49k. Chị nào lấy 49 trắng và 49 đen. 49 trắng và đen. Đây còn cọc thành viên nè. CS 89k, 85k đi. CS một con thôi, theo nhá. Định cuối tuần là lên luôn cho dạy mình nhiều hàng mới. Mà mấy ngày hôm nay view nó không lên nổi luôn. Không lên nổi hàng mới được luôn. Cái này hàng chị em mình đi mua 200 mấy chưa. Tặng 89 xuân, theo nhá. CS 89 nha, chị nào lấy mã này lên mã 89k luôn dùng nguyên. Lên 89, ai lấy 89 chắc mã 89 luôn dùng nguyên. 89 size S. Cặp này toàn size S thế. Lên 85. 85 còn size S lên 85 cái. Còn được 4 con size S. Mã này lên mã tặng chung cho mình cái điện thoại hiện xíu. Anh chẳng thấy nói rằng gì trơn cả. Ba lăm với 37 vàng luôn hai con hồi nãy như gì bỏ thắng luôn. Có nên lên nữa không đó trời. Nó đứng đơ dại. Thái đen cho chị Thu Phương Hoàng. Thái đen cho Thu Phương Hoàng. Like khi mà trái như con giá. Căng lên cái mã quần ngố đi. Căng lên mã quần ngố đi. Chọn lên đi, cái nào có cái nào lên cái đó luôn đi. Chốt hẳn trên like luôn. Ai được gì chứ. Ngố mới về thêm nè. Đen này còn cái gì? Rồi lên luôn dùng mã này là mã ngố luôn dùng nguyên 49k. Con này đang hot. Chắc đẹp lắm nha. Chị nào lấy cái này lên mã ngố đen 49k nhá, CS. CS, chị nào lấy ngố đen lên ngố đen luôn dùng nguyên. Thật sự con quần ring mà lên 89.000 mà đứng đơ là biết cái độ rồi. Cái độ đơ rồi. Con đã 9 giờ rồi.
nhiều hàng mới, cực kỳ nhiều hàng mới lắm. Nhưng mà lên cái nào cũng đứng đơ nên là Nguyên làm biến. Rồi chị nào cái lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã ngố kèm xa, kèm màu kèm size đi. Ba màu. Lên kèm luôn dùng số ký là được. Ba màu nhé. Ngố kèm màu và kèm size ba màu. Màu đen, màu kem và màu nu, ba màu nhé. Con này hàng đẹp nè, hàng của nó là chắc của nó là vải sườn công sở. Sườn công sở 49k con. Nha, con này rất là dễ mang. Chị nào lấy mã này lên chung mã ngố kèm size, kèm màu và kèm số ký luôn dùng Nguyên. Ngố kèm màu kèm số ký. Ai lấy ngố lên ngố. Cam rút lên ta. Chết chài nữa. Trời không thấy comment nữa luôn. Không, không thấy lắm. Rồi lên ngố đi, bóc ngố đi. Ghi lại rồi mai bóc sau. Đang xé cho Trinh Trinh. Đang xé cho Trinh Trinh. Còn chở nhưng mà lên đang xen lộn xộn. Xé cho Trinh Trinh. Nào xé là size 2X cho chị Kim Phụng Nguyễn. Nào 2X Kim Phụng Nguyễn. Con này đẹp lắm mà lên 49k vậy em tranh thủ chút. Nghĩ là cuối tuần trẻ mày lại có thời gian coi live. Rồi lên để dành nhiều mã. Để dành nhiều mã để lên live mà cuối cùng là kêu còn kém hơn những cái thứ bình thường nữa luôn. Cái chị Mỹ Hành Hồ. Mỹ Hành Hồ rồi đúng không? Size 2X. Màu nâu. Phùng Kim Nguyễn chưa? Trinh Trinh chưa? Trinh Trinh chưa? À, Trần Thị Thanh Nga CS. Trần Thị Thanh Nga CS đang mang thử cho chị em là nhiều con. Ok, chị Kim Phụ Nguyễn có rồi. À, nâu đen 60kg. Oh, cho 2XL cho chị Kiều Trần. Nào đen 2XL chị Kiều Trần để mang dễ mình nhìn phong. Con này 49.000 bao rẻ luôn. Hàng hot girl nó đi dễ mình phải giá này rơi vào gấp 3 giá nhà Nguyên bán. Phải rơi vào tầm gấp 3 giá Nguyên nhà Nguyên bán. Nguyên nói thật sự luôn. Đang mang thử cho chị em mình phong con quần gối này nè. 49k con nhá. Kèm màu luôn dù Nguyên. 3 màu. 3 màu đầy đủ size cho chị em từ 40 đến tới 62kg bạn màu. Ok cái mã quần gối này. Cho em nhìn phong quần. Trời ơi, đẹp không? Cái này đóng cái nút nữa thôi, tuyệt vời. Nha, lên luôn cho chị em mình đang mang xé. Mã này lên cho em mình là 49k con. Đầy đủ size số. Đang mang là mang xé, còn phía sau của nó lưng của nó lưng thu. Nên là chị nào bụng to bụng bự mang cũng được cái gì đấy vậy. Nên là cái này chị nào bụng to bụng bự gì mang cũng ok con này nhé. Phía sau nó lưng thu. Lên cho em mình con này 49k con. Chị nào lấy cái này lên cho mã ngố kèm. Kèm màu và kèm size luôn dùm đi. Chị Kiều Trần có rồi nhé. Kiều Trần có rồi, nâu đen. Nâu đen size 2X cho chị Kiều Trần được. 49k con. Ai chưa có thì trả thủ lên nhân tài con này rất đẹp. 49k, kèm màu và kèm size. Chào ôi, lên từ đây. Lên cái gì chỉ lên được hàng mấy thôi. Cái chi đó gì? Đóng quần đó, đóng hàng lẻ à? Rồi lên bán tặng. Nào xé cho Trinh Trinh. Ba màu chị ơi. Nào xé cho Trinh Trinh. Nào ép cho Trinh Trinh. Còn XL, nào XL cho chị Bích Liên. Nào XL cho Bích Liên. Ba màu chị ơi. Cho chị Phú Hệ Dương xa 2X. Phú Hệ Dương xa 2X. Ba màu. Mới vừa lên xong. Đây nè. Nào xé cho Trinh Trinh có rồi. Nâu kem đen nhé, ba màu và đen thả ra rồi. Nâu kem và đen giá hôm nay trẻ mình 49k hay đúng hết giờ nó chạy gương cho trẻ mình, không phải hàng đuổi nhé, không phải là hàng đuổi nhé. Hàng đuổi mà lên giá này nó cũng rẻ rồi, nhưng mà hàng này là chất từ công sở xịn mà trẻ mình nhìn được những cái này, trẻ mình thấy rõ được đường kim mũi chỉ của nó này. Hàng mai trần đè rất là kỹ luôn, không phải xử hàng gia công hàng sổm sổm đâu nha. Chị nào chưa có cái này lên luôn những mã này. Chốt lên luôn dùng mã 49k, 3 màu kèm size. Từ 40 đến 62 chứ là chị em mình có size. Trinh Trinh có rồi nhé. Nâu, kem và đen. Nâu Phú Hệ Trương có rồi. 65 em không chốt, 62 đổ về. Chốt đến 62 kỹ thôi nhé.
nha, chị nào chưa có thì lên từ 40 đến 62, đen 65 em không chốt được nhé, không có đen 65 đâu, sang XL đến tầm 62 ký đổ về chị em mình chốt đẹp, còn thêm màu đen nữa thôi. Ai lấy cái này lên chung mã này là mã 69 kìa, ở quên lộ 49k từ xa, cứ hẳn là hot girl nó bán thì nó fan cho chị em mình lên gấp 3 lần giá này, phải gấp 3 lần giá này nha. Rồi ai chưa có thì lên ba màu, lên cái gì nó cũng đơ đơ hết ý. Nâu và đen phê 62 cho Châu Nguyễn, nâu đen 62 cho Châu Nguyễn. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng rất riêng. Con này size nhỏ này, size chị em mình tầm 45 đổ về, hàng này đang chạy cho chị em 79.000. Lên mã 49k và dòng này dòng U10 hàng, U10 hàng nhá, 49. Chị nào lấy U10 hàng 49 lên U10 hàng 49. Nâu đen cho chị Nguyễn Bình Như, Nguyễn Quỳnh Như này nộp tặng tặng chứ. Nguyễn Quỳnh Như, cho chị Nguyễn Quỳnh Như ơi, lên cho em số ký đi, không có số ký không biết đường chút đâu. Rồi lên luôn những mã này, ngố con này là ngố u mì nhá, ngố u mì hàng rồi đấy. Ai nhỏ con chốt tới 50 đổ về, ngố u mì hàng, con này lên mã tặng 45k luôn, ngố u mì hàng mã tặng 45, 39k chanh luôn. Hàng này hàng 49k rồi là không có hàng bán ấy, lâu lâu nó sót lại thôi. Rồi lên luôn những mã này, chốt mã này là mã 39k chanh, không có ai đổ về 39k xanh. Những cái lúc này là chị em mình nên mua hàng này toàn bộ là hàng sale rẻ, sale gọn hết ấy. 39k cam luôn, 39k chanh và 39k cam. Hàng này toàn bộ là hàng Trung Thái nhé. Size này 65 cái chị em vẫn mang được. Đuổi cho đây luôn đi. Tớ cái này là đót luôn cho nó gọn. Có đen 49, chị ơi chị BT Hiền không lên cái size. Đen 62 thì Kiều Trần. À, cho chị Nguyễn Quỳnh Như 54 ký, ok chị Nguyễn Quỳnh Như 54 ký. Ai chưa có ngố thì lên ngố chị, con này rẻ quá. Nguyễn Hồ Hoài kìa mà. Thế? Nguyễn à? Ừ. Kiều Trang 62 ký. Chị Nguyễn Quỳnh Như là 54 ký, Như 54 ký. Không, à, em hết bộ thể thao rồi. Cảm ơn mã tặng bo, sao trẻ mình 62 đổ về, lên mã tặng 39k luôn dùng đi cho nó gọn. Bo 39k nhá, ai lấy mã bo 39k lên bo 39k, bo 39k nha. Sao trẻ mình là 60-62 đổ về là trẻ mình chút đẹp. Đây sẽ 3XL rồi. Quần dài ô mì em có, ngố đen 43 ký, CS cho chị BT Hiền lên thông tin. Chị BT Hiền ơi lên thông tin cho em nhé. Ừ? Ở thế CS à? Đen hết CS rồi chị ạ. 49k luôn. Quần con sở mà 49k luôn, size 55 đổ về. Thì nào lấy cái này lên mã XL. Răng mà đuối như trái chuối đi trời. 39k luôn nó nè. Size 57 58 đổ về. 39k nốt luôn. 49 size 55. Đúng đuối luôn ấy. Bao cho chị Hà Phạm. Ba 39k hả Phạm? Con quần công sở mà 49k đến đơ. Chị BT Hiền ơi, màu đen hết xe rồi. Em hết xe rồi nhưng mà không có thông tin, không chốt được nha. Cô đơn. Thế? Cô đơn mình muốn biết từ xưa em cho lên thông tin chưa? Xào ôi. Cái cặp này là cặp gì này? U mì dài đúng không? Lên nói luôn cho chị em nào mới còn một cặp. Cái này là u mì dài. Bỏ cái này xuống đi chứ. Bỏ cái này xuống đi, mình bỏ lên cái này đi. U mì dài còn cặp. U mì gì mà 58 ký đấy ta? U mì gì 58 ký ra chị Lương biết. Nãy giờ lên u mì gì 58 ký không? Có đâu, làm cái gì có. Rồi lên nó tôi cho trẻ mình cặp. Ôi trời ơi, ồ cái mã này cũng còn nè.
còn được mấy cá này. Rồi lên mã bộ luôn dùng đi. Nên nó đưa cho em mình bộ này 65, cho 55 nữa về. Còn được 4 bộ. Lên mã 65, đang còn được 4 bộ nhé. Chúc lên mã 65. Có chị ơi, bộ em đang mặc 85k. Bộ em đang mặc 85 nhé. Chúc lên mã bộ này 65, cho 55 nữa về luôn. Đẹp chưa? 65k, size 55 đổ về. Còn được đúng 3 bộ thôi. Ai lấy cái này lên mã 65k, hồi nãy giờ lên biết bao nhiêu con áo tung còn 60-62 đổ về hết. Lên mã bộ 65 còn được 4 bộ. Nha, chị nào lấy bộ 65, lên bộ 65. À, quần đen kìa. Có đó chị u mì quần đùi. Đùi đen à? Không phải là u mì đó, con không phải u mì đó. Không phải là vải u mì nhé. Chị nào toàn bộ, chị nào đã có đơn là tối nay đúng cái like, tối nay ngày mai đi đơn. Không có gom bất kỳ cái like nào nữa hết nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Nhiều chị cứ trải ra dài các like là Nguyên không có gom được. Chị em mình không ưa xả mà xả lần sau khỏi mua nữa luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã bộ 65. Bộ này cho chị may. À không, bộ Nguyên đang mang còn họa tiết là theo thôi. Kiểu như thế này mà họa tiết theo. Nha, chị nào lấy bộ 65 lên bộ 65. Hàng này 69 như thế không, bữa không thấy hàng bán này. Lên mã bộ 65. Toàn bộ những chị hiện tại đang có đơn là ngày mai đi đơn hết. Không gom lại nha chị em mình thôi. Nha, chị nào lấy lại lên luôn những mã bộ 65 nha, đừng có chờ. Chốt xong là đi đơn rồi chị ơi. 60kg không vừa, size 55 đổ về thôi. Cái mã Quân đang mang ấy gì còn cái mã theo nữa đúng không? Kiểu như thế này, màu này mà theo luôn, chị nào lấy chốt. Em không biết nha, em không chốt đơn, cứ chốt ok rồi là đi đơn rồi. Nếu như mà đã ok rồi là đi đơn rồi. Rồi lấy mã u mì dài luôn. U mì dài mì đây đỏ, đây là cọc cuối cùng. Cái này là Nguyên đặt chạy 500 hàng. 500 hàng mã này. Hàng này hàng đặt may nhé. Bộ 65 cho chị may nhỏ, không phải xe S đâu. Cái 55 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Nguyễn Cẩm Tú, có bộ nào 60kg không? Những cái mã này 60kg không vừa. Có chị ơi, nhưng mà hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn được không? Rồi xe 55 đổ về. Cái này là mì đay đỏ, may phun của nó phun công sở. Những mì đay đỏ này là co giãn nhiều. Lên mã 65 ra nó 500 hàng, hiện tại cũng còn hiện này. Khác nhà Nguyên có người lần mấy con là. Tại vì cái này dĩa ma. Cái này là co giãn, xe 55 quay đầu. Chúc lên luôn dùng Nguyên cái mã này nhé. Còn ba lỗ mà, ba lỗ nhà em 30k còn đấy. Thực sự những cái mã bộ hàng hãng ấy, mà lên mà cũng đứng đơn, cũng tiếc hàng. Đẹp lắm mà lên tiếc hàng dễ sợ luôn. Nghĩ cái gì cũng để dành đến cuối tuần lên được cho chị em mình, chị nào cũng có thời gian xem like để chị em mình chốt được. Cuối cùng lên đơn luôn. Rồi 65k nó xe 55 đổ về. Cái này mì của nó là mì đay đỏ nhé. Mì đay đỏ còn tầm khoảng 40 view là ngưng được rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Mì này toàn bộ là mì đay đỏ, xe 55 đổ về, xe 52 đổ về. Đây nó luôn cho chị em là 65k. Nó xịn hơn cả ô mì Hà. Xịn hơn cả ô mì Hà. Rồi ai chưa có thì chốt. Toàn bộ là xe 55 và 52 đổ về. Nha, lên mã 65k luôn. Ai lấy cái này lên mã 65 dùng Nguyên. Chị may nhỏ, từ từ. 65 cho Nguyễn Quỳnh Như. Áo khoác đi đơn luôn. Là sao chị ơi? Hết rồi chị ơi. Cái này cho chị Nguyễn Quỳnh Như. May nhỏ chị ơi. Hiện tại em có cái màu này. Hiện tại em có màu này. Còn bao nhiêu bộ lanh này lên bán tặng nó luôn đi cho nó gọn kho nè. 62 không chị ơi? Nên mà chị. 65k luôn. Đây 44kg chị lấy xe nhỏ thôi. 44kg có xe nhỏ này chị ơi. Đây này 44kg chị lấy xe này. Chị lấy thì chốt nè. 44kg lấy xe này đi. 55kg cho chị Nhung Lê Thụy. 55kg cho chị Nhung Lê Thụy. Này 44kg lấy con này thì mau ok hơn. 55 cho chị Nhung Lê Thụy để coi còn. Không cái đã này. Coi còn tòa xé không? Cái này ít lời. Nhung Lê Thụy. Nhung Lê Thụy này. Lê Thụy mình mãi rep tin nha. Rep tin luôn cho em nhé. Quần đen phải gì? Ô mì đây đỏ chị ơi. Cho Kiều Trần CS này. Kiều Trần CS này. Kiều Trần CS 65k luôn. K
Cái này toàn bộ là mì đay đỏ nhá, xịn hơn cả mì Hàn chị em mình ạ. Trời ơi, mì đay đỏ mà chị em mình hỏi có được cao giải hay không, kéo giãn nhiều lắm luôn. Từ cái phong này phong công sở này rất là dễ mai nè. Chị em mình nhìn nè, mì đay đỏ và nguyên nha, lên nót luôn chị em mình, 65.000 còn toàn size nhỏ thôi. Thế chị em mình 50 đổ về là chị em chết đẹp. Còn toàn size S. Còn cái này size 57 đổ về. 57 đổ về đang còn một con. Ôi hai con. 57 đổ về Nguyên đang còn được hai con. 57 đổ về một con nha, một con. Và cái này size 48 đổ về thôi. Chị nào lấy cái này lên mã 4X. Lên mã 4X luôn dù Nguyên 65. Đây là những con cuối cùng rồi đấy. 500 hàng vẫn còn được từng đáy hàng đấy. Dạ. 57 cho chị Su Su. Phương Nguyễn nè, Phương Nguyễn nè. Em hết rồi, lên gọn luôn ấy. Còn xe 50 đổ về thôi, không tới 55 rồi. Còn toàn bộ 50 đổ về. Rồi lên luôn những mã tặng ngố luôn dù Nguyên. 45k luôn, cái này cũng là mì nhé. Mì 52 đổ về. Cái này chị em có thể mang với những cái con áo phông to. Toàn là theo nhá. Chị nào lấy mì ngố lên mì ngố. Không lấy cọc gì nữa. Mì. Mì đấy hả? À? Ê, cái quần này là quần nhỏ rồi. Quần học sinh rồi, bị lộn ấy. Con này bị lộn nhá. Cái này là dạng bé bé. Quần học sinh đó chị em mình ơi. Bán tặng mỗi người con đi. Size này tầm 30 đổ về. Tặng mỗi người một con, toàn bộ là mì đay đỏ hết. 30 đổ về. 23, 24, 25 được bốc đại nhé. Tặng 29k nốt luôn. Tặng 29k. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 29k. Mì Hàn dùng nguyên nhé. Nhưng mà cái này là quần học sinh ấy. Quần học sinh ấy. Nha, chốt lên luôn những mã này. 29k nốt luôn được 3 con. Chị ơi, chị Miên. Miên Bùi à, Miên gì? Miên Bùi à, em nhà em cực kỳ áo, nhiều áo khoác. Các loại áo khoác. Ngố gì ta? Ngố cho Trinh Trinh kìa. Ngố cho Trinh Trinh, này hết sắp hết pin rồi. Ok chị ơi. Bỏ, cắm cục sạc dùng nguyên cái. Cắm sạc dùng nguyên cái. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã bé dùng nguyên nhá. Trời ơi. Hồi nãy mới vừa nói xong á. 29k. Rồi chị em mình nhìn. Đẹp, con này đẹp lắm. Mì luôn nhá. Chị nào lấy mã bé lên mã bé. Chút lên bé luôn dùng đi. Rồi còn mấy bộ lanh này lên gọn luôn cho chị em mình luôn. Ừ. Cái này 45, 29k bé này. Cho chị Nhung Lê Thị. Còn 3 size này bốc đại nhé. 25, 24, 23. Tầm tầm khoảng 30 kg đổ về thôi. Cái này bị lộn hàng đấy. Để gửi lộn hàng. Đây còn mấy bộ lanh này lên gọn luôn cho chị em mình luôn. Tay bự nhá chị em mình ơi. Ôi trời ơi. Lộn áo lộn quần hết. Còn mấy bộ lanh này tay bự nè. Sót được vài bộ thôi. Sai gì đây. Mã này là mã 70. Tay 65. Mã 70 tay 65 đẹp lắm. Con này là đang bán 70.000 tới 65 nữa. Đây luôn dùng mã này là mã 60 luôn đi. 60 và size 65, size này hơi bị hiếm nè chị em mình. Đẹp lắm. Nha, chị nào chưa có chốt dạng như thế này nè, cho cái bộ hồng nó đi. Cho cái bộ hồng nó đi. Để cho khách nhìn phong, treo là nó sẽ thẳng, bên nhà Nguyên không treo mà hơi đông. Hay đóng đóng bao cái này nè, nên là nó nhào. Đây nè. Dạng của nó như thế này. Tại vì còn được mấy bộ này lấy nó luôn chị em lên 60k luôn. Đây, quần đây, áo đây. Được chưa, màu tím, màu hồng. Lên mã 60. 60k và size 65 đổ về. Chị em lên 60 chị em đã chốt được cái này rồi. Tầm khoảng 60k là chị em đã chốt được cái mã này rồi. Ai chưa có thì lên nhé. Gọn luôn cho chị em lên 60k luôn, size 3. Được chưa, ai lấy lanh lên lanh dùng Nguyên nhé. Áo nam chị vô trang cá nhân chị đạt với Sarafan nhé.
Lấy gì cái đây chị, lấy ngắn hay dài? Áo ngắn hay áo dài? Áo dài Quân đang sale chị em là 89.000 hàng 2 lớp, 2 size nha. Ngắn là 89k, cũng 2 size luôn. Áo nam thì chị em mình vô trang cá nhân đặt dùng nguyên nhá. Em lên 60k nốt luôn, nhưng mà còn toàn bộ là size dành cho chị em mình là 65 đổ về. Đây, Hương còn màu tím và màu vàng. Còn tím và còn vàng, ai chưa có thì lên. Còn được từng này bộ ấy, lên nốt luôn. Vì nhà nguyên ít treo ấy, nên là nó hơi bị nhào xíu. Ít treo. Thêm gì nữa cả. Thực sự là hàng nhà Nguyên là đi từ ngoài cổng đi vô, chỗ nào cũng có hàng hết. Nhưng mà lúc like lên là không biết cái gì để like, tại vì là cái gì lên like cũng đứng hết. Bộ Nguyên đang mang còn bộ theo. Còn bộ theo nữa đúng không? Bộ Nguyên đang mang còn bộ theo. Em không có 80kg, chỉ ở đến 70kg thôi. Ok, dùng Nguyễn Thị Bích Thiệp 63, mua cho em giá này nó hợp. 63. Cái quần trong đó là quần chi đó nhỉ? Chị cũng có à, cọc nó còn lộn xộn. Bồ lanh xây 65 nữa về. Lên lên trẻ mà là 60k luôn. Cọc quần đó quần gì? Quần gì cũng có hết. Giờ chị em mình cũng đuối nên là mình cũng đuối theo rồi. 57 đổ về. Lên mã 39 xanh luôn. 57 đổ về, con này chắc của nó là đuổi nhăn nhé. 39k luôn. Chị nào lấy cái này lên mã đuổi 39. Chốt lên mã đuổi 39. Chị nào lấy đuổi 39 lên đuổi 39 luôn dùng nguyên nhé. Đuổi 39. Ai lấy đuổi 39 lên đuổi 39 luôn dùng nguyên. Trời ơi con này. Trời ơi ơi. Đẹp chưa? Cái này là chuẩn của nó là mì hàng. Ống bo nè. Ống bo nhé, size 52 quay đầu. Hàng này lên 69k. Đây nó luôn cho chị em mình tặng 59k luôn đi. Tặng 59k luôn. Cái này ai nhanh tay có này, con này cực đẹp luôn. Nhá, size 52 quay đầu. Chị nào lấy cái này lên chưa mã u mì luôn dùng nguyên nhé. 52 đổ về chị em mình chút đẹp. Cái này không lẽ để dành mang luôn cái gì đó. 52 đổ về. Chị nào lấy mã quần lên quần luôn dùng nguyên. Đuổi chị ơi, chị Dương Bùi lên thông tin cho em đi. Chị Phạm Ái Loan, chị ơi, cái này nó có hai size nè, size L và size XL. Nguyên lên luôn trẻ mình con này 89k. Hai size nhé, không phải là màu xanh lá, cái này là màu xanh đậu. Xanh đậu nhá. Hai size. Mã này thì là màu xanh đậu với hai size. Size L 55 đổ về và size XL cho dễ mình 60 đổ về. Con này không cần quảng cáo này nữa. Nó quá rẻ và quá đẹp luôn. Hai lớp. Hai lớp dài nhé. Ê, ở răng ở trong trong bình đỉnh cho không lên đơn được ta. Cái chị Phương Nguyễn kìa. Cái vòng nó vùng dịch. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã khoác luôn dùng nguyên. 89k, hai size, hai lớp dài nhé. Chị nào lấy 89 lên 89. Được chưa? Đây, đứng xa rồi chị em mình nhìn lại cái khuôn của bộ này, của con này. Đấy, dài cực kỳ dài luôn. Này, 89k con này bao rẻ luôn ấy. Ai chưa có đi lên, hai size, hai size nhé. Ê, kiểu gì cũng đứng đợi. Buồn ý ghê luôn ấy. Thôi thì ngưng đi nữa. Like này chán, ngưng đi. Ngưng đi chị em mà nó. Thôi tắt like nha. Này càng like càng mệt ý. Càng like càng mệt à. Áo ngắn mình còn không? Áo ngắn là 69.000, chốt cho chị nào chia sẻ. Như thế nó đấy, y như vậy mà ngắn luôn. Là 69.000, chốt lên cho chị nào chia sẻ. Thôi nghỉ sớm đi chị em mình ơi. Hai trắng.
Lai mà phát buồn ngủ luôn ấy. Không biết là lên cái gì luôn. Lên hàng mới cũng đơ, lên hàng lẻ cũng đơ. Thế gì vô coi like cho vui ấy. Không chốt hay là làm biết. Chưa khi nào mà like. Like như hôm nay luôn. Thấy cho nguyên cái con áo ngắn đi. Ai lấy áo ngắn thì chốt áo ngắn. Trừ cái này vô Facebook không được luôn. Cái này còn size L thôi hả? Áo ngắn hai lớp đấy chị nè. Còn mở size L, size 60 độ về. Mã này là mã 69K, hàng hai lớp nhé. Hết khí thế like luôn. Hết lên thì toàn là hàng đẹp. Toàn là hàng đẹp không? Toàn bộ là những cái set bộ đẹp hết. Mà đứng đơ thì đơ luôn nha. Thôi chịu khó up hình cho rồi, up hình chốt đi, up mẫu và chốt đi để like chốt cho nó nhanh nha. Chị nào lấy cái này lên luôn, những mã này là mã nắng 69K hai lớp nhé. Ê chị đi, chị bị chi cho chị áo khoác màu xanh lá em rồi nha. Áo ngắn ấy, cái rồi cái lên áo ngắn đi đi đi. Không phải áo chống nắng. Chị ấy lon chị bị gì chị? Ở trên áo cho chị cái áo khoác xanh lá. Rồi lên áo dài. Không phải áo dài em. Lên áo ngắn, lên áo ngắn. Không phải áo khoác em. Chả hiểu luôn. Cho chị Ngọc Thảo Nguyễn size L xanh dài, xanh dài là chị muốn cái gì? Chị Ái Loan là chị muốn cái gì em chả hiểu. Thôi ngưng đi chị em mình ơi, ngưng nha, bye bye chị em mình luôn nha. Chưa biết là khi nào like lại, ngày mai là trưa, mai chưa chắc lên rồi. À, chưa mai chưa chắc like rồi. View 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 như này càng like càng mệt. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em mình cái like gần nhất nhưng mà chưa biết hôm nào. Chưa biết hôm nào. Bye bye, nghỉ sớm nhé, nghỉ sớm chị em mình nhé. Ngưng like nha.